Thưa quý vị và các bạn, ngày 23 tháng 6 năm 2023, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, che giấu tội phạm, không tố giác tội phạm và tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép, ra các quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 75 bị can về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân theo Điều 113 Bộ Luật Hình sự năm 2015, khởi tố 7 bị can về tội không tố giác tội phạm, Điều 390 Bộ Luật Hình sự năm 2015, một bị can về tội che giấu tội phạm, Điều 389 Bộ Luật Hình sự năm 2015, một bị can về tội tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép, Điều 348 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Các quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam bị can nêu trên đã được Viện Kiểm sát cung cấp phê chuẩn, đến nay thu giữ 23 khẩu súng các loại, súng quân dụng, súng hơi, súng tự chế, 2 lựu đạn, 1.199 viên đạn các loại, 15 kíp nổ, 1,2 kg vật liệu nổ, 1 nòng giảm thanh, 2 ống ngắm, 1 bộ mô hình mìn tập, 30 dao, 10 cờ phun rô và nhiều phương tiện thiết bị gây án của các đối tượng. Về tình hình tại Đắk Lắk hiện nay, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, với các biện pháp rất nhanh chóng, hiệu quả của lực lượng công an, sự ủng hộ giúp đỡ tích cực của người dân, nhất là trong vận động đầu thú và tham gia truy bắt đối tượng, chỉ sau 2 ngày xảy ra vụ việc đã ổn định tình hình trên địa bàn. Đến nay đã bắt giữ hầu hết số tham gia và thu giữ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của chính phủ, sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền các tỉnh Tây Nguyên, hiện mọi mặt sinh hoạt của tổ chức cá nhân ở các tỉnh Tây Nguyên nói chung, tỉnh Đắk Lắk nói riêng đã diễn ra bình thường, tình hình ổn định, an ninh trật tự được bảo đảm. Bộ Công an đánh giá đây là vụ khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Hành vi của các đối tượng rất man rợ, mất nhân tính, thể hiện quyết tâm thực hiện tội phạm đến cùng. Lực lượng công an đã có tài liệu chứng cứ chứng minh vụ án xảy ra còn do có sự hậu thuẫn chỉ đạo từ một số tổ chức cá nhân ở nước ngoài, thậm chí cử đối tượng từ nước ngoài xâm nhập trái phép về Việt Nam để dàn dựng chỉ đạo tấn công khủng bố. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam. Mong muốn các nước bạn bè quốc tế tích cực phối hợp hỗ trợ, hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong điều tra xử lý vụ án nói riêng, trong đấu tranh phòng chống khủng bố nói chung.